Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong cuốn sách Bài tập hàng ngày toán 5 được biên soạn theo chương trình Kết nối tri thức tới cuộc sống nhé. Các em học sinh thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập cho bài 33 Ôn tập diện tích chu vi một số hình phẳng Một lớn phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1 Diện tích của hình tam giác có cạnh đáy 2,3 m và chiều cao tương ứng 1,2 m là Vậy đây cô có, diện tích hình tam giác sẽ được tính bằng công thức độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng và chia cho 2. Ở đây sẽ là 2,3 nhân với 1,2 và chia cho 2. Cô thu được kết quả là 1,38 m2. Cô chọn đáp án D. Chúng ta tiếp tục với câu 2. Một hình tròn có đường kính là 8 dm, chu vi của hình tròn đó là. Vậy ở đây, để tính được chu vi của hình tròn, chúng ta sẽ lấy đường kính nhân với 3,14. Ở đây chính là 8 nhân cho 3,14. Và kết quả thu được là 25,12 dm cô chọn đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu 3. Diện tích của hình thang bên là Ở đây chúng ta thấy đề bài cho hình thang có đáy lớn là 5 cm, đáy bé là 4 cm và chiều cao là 3,5 cm. Vậy diện tích của hình thang này sẽ được tính bằng cách đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao và chia cho 2. Ở đây chính là 5 cộng 4 nhân cho 3,5 và chia cho 2. Cô thu được kết quả là 15,75. Đơn vị là cm vuông. Cô chọn đáp án D. Chúng ta tiếp tục với câu 4. Nếu tăng chiều cao của một hình tha lên 3 lần, thì diện tích của hình thang đó tăng lên số lần là vậy đây cô có cô gọi hình thang ban đầu có đáy lớn là a đáy bé là b và chiều cao là h ở đây cô có diện tích ban đầu sẽ là a cộng b đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao là h chia cho 2. Vậy đề bài hỏi nếu tăng chiều cao của hình thang lên 3 lần, tức là cô có chiều cao mới sẽ là sẽ là 3 nhân với h ban đầu, tức là 3 nhân với chiều cao ban đầu. Vậy cô sẽ có diện tích mới là Chúng ta lấy đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao mới tức là 3 nhân h và chia cho 2. Vậy đây chúng ta thấy diện tích mới bằng a cộng b nhân 3 nhân h chia 2 chính là bằng a cộng b nhân h chia 2 và nhân cho 3. tức là chúng ta áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân để chuyển 3 ra ngoài. Vậy cô có A cộng B nhân H chia 2 chính là diện tích ban đầu. Vậy ở đây diện tích mới sẽ bằng diện tích ban đầu nhân với 3, tức là diện tích mới sẽ gấp 3 lần diện tích ban đầu. Vậy cô chọn đáp án B. Chúng ta tiếp tục với câu 5. Một hình tam giác có tổng chiều cao và độ dài đáy là 27 cm, hiệu giữa chiều cao và độ dài đáy là 5 cm. Vậy diện tích của hình thang đó là. Ở đây chúng ta thấy đề bài cho tổng chiều cao và độ dài đáy của hình tam giác là 27 cm và hiệu giữa chiều cao và độ dài đáy là 5 cm. Vậy chúng ta sẽ áp dụng Cách giải của bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó để tìm chiều cao và độ dài đáy của hình tam giác đó. Trước tiên ở đây chúng ta có tổng sẽ là 27 cm. Hiệu giữa chiều cao và độ dài đáy là 5 cm, tức là chiều cao trừ cho độ dài đáy bằng 5 cm. Hay chiều cao chính là số lớn và độ dài đáy chính là số bé. Vậy trước tiên cô sẽ đi tính chiều cao của hình tam giác đó là Vì chiều cao chính là số lớn nên cô sẽ áp dụng công thức tính số lớn trong một bài toán tổng hiệu đó là tổng cộng hiệu chia 2 ở đây chính là 27 cộng 5 chia 2 Cô thu được kết quả là 16 cm Tiếp theo chúng ta có độ dài đáy sẽ là Ở đây chúng ta thấy độ dài đáy chính là số bé. Vậy số bé được tính bằng cách tổng trừ hiệu chia 2. Ở đây chính là 27 trừ 5 và chia cho 2. Cô thu được kết quả là 11 cm. Vậy diện tích của hình tam giác đó là chúng ta sẽ có chiều cao nhân độ dài đáy chia 2. Ở đây chính là 16 nhân với 11 và chia cho 2. Cô thu được kết quả là 88 cm vuông. Vậy cô chọn đáp án B. Chúng ta tiếp tục với câu 6. Cho một hình tròn lớn và một hình tròn nhỏ như hình vẽ bên diện tích phần tô màu hồng là Vậy đây chúng ta thấy diện tích phần tô màu hồng sẽ được tính bằng cách diện tích của hình tròn lớn trừ cho diện tích của hình tròn nhỏ Vậy trước tiên chúng ta cần phải đi tính diện tích của hình tròn lớn và diện tích của hình tròn nhỏ Ở đây cô có Hình tròn lớn có bán kính là 5 dm, vậy diện tích hình tròn lớn sẽ là chúng ta sẽ lấy bán kính nhân với bán kính nhân 3,14. Ở đây chính là 5 x 5 x 3,14. Cô thu được kết quả là 78,5 dm vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính diện tích của hình tròn nhỏ. Vậy ở đây chúng ta thấy đề bài chưa cho chúng ta bán kính của hình tròn nhỏ. Vậy chúng ta cần phải đi tìm Bán kính của hình tròn nhỏ tức là đoạn này sẽ bằng 5 dm trừ cho 3,5 dm. Vậy cô có bán kính hình tròn nhỏ là 5 dm trừ cho 3,5 dm và bằng 1,5 đơn vị là dm. Vậy chúng ta có diện tích của hình tròn nhỏ là Cô sẽ lấy bán kính của hình tròn nhỏ nhân với bán kính của hình tròn nhỏ và nhân với 3,14. Và đây chính là 1,5 nhân 1,5 nhân 3,14. Và kết quả là 7,065. Đơn vị là dm vuông. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tính yêu cầu của đề bài là diện tích phần tô màu hồng. Vậy diện tích phần tô màu hồng sẽ bằng diện tích của hình tròn lớn trừ do diện tích của hình tròn nhỏ. Ở đây sẽ là 78,5 trừ cho 7,065. Và kết quả thu được là 71,435 đơn vị là mét vuông. Vậy, diện tích của phần tô màu hồng là 71,435 mét vuông. Cô chọn đáp án A. Chúng ta tiếp tục với phần 2 lớn, phần tư luận. Bài 1 cho cho kích thước các hình sau. Đề bài yêu cầu viết tên các hình được sắp xếp theo số đo diện tích từ lớn đến bé. Vậy trước tiên chúng ta sẽ đi tính diện tích của ba hình mà đề bài đã cho. Ở đây có có. Với hình thứ nhất, đề bài cho hình thang có đáy lớn là 4 cm, đáy bé là 2,5 cm và chiều cao là 2 cm. Vậy diện tích của hình thang được tính bằng công thức đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao và chia 2. Ở đây sẽ là 4 cộng 2,5 nhân với chiều cao là 2 và chia cho 2 cô thu được kết quả là 6,5 đơn vị là cm vuông. Tiếp theo, đề bài cho chúng ta hình tròn có đường kính là 1,4 cm. Trước tiên chúng ta cần phải đi tính bán kính của hình tròn này là bao nhiêu. Ở đây cô có Bán kính của hình tròn sẽ bằng đường kính chia cho 2, tức là 1,4 chia 2, và bằng 0,7cm. Thì diện tích hình tròn sẽ là bán kính nhân với bán kính nhân 3,14. Ở đây chính là 0,7 x 0,7 x 3,14 và kết quả bằng 1,5386 Đơn vị là cm vuông Tiếp theo, đề bài cho hình tam giác vuông có cạnh đáy là 4cm và chiều cao tương ứng là 3,5cm. Vậy, diện tích của hình tam giác này được tính bằng công thức. Độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng và chia 2. Ở đây chính là 4 x 3,5 và chia cho 2. cô thu được kết quả là 7 đơn vị là cm vuông. Đề bài yêu cầu viết tên các hình được sắp xếp theo số đo diện tích từ lớn đến bé. Vậy trước tiên, ở đây chúng ta thấy diện tích hình lớn nhất là 7 cm vuông, đó là hình tam giác. Vậy cô viết hình tam giác đầu tiên. Tiếp theo, Hình có số đo diện tích lớn thứ hai đó là 6,5 cm2 tương ứng với hình thang. Và số đo bé nhất đó là số đo diện tích của hình tròn. Chúng ta tiếp tục với bài 2. Một mảnh đất hình thang có diện tích bằng 73,5 m2, đáy lớn bằng 12,6 m và đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Hỏi chiều cao của mảnh đất đó là bao nhiêu mét? Vậy đây chúng ta thấy để tính độ chiều cao của mảnh đất đó. Chúng ta cần biết diện tích của mảnh đất hình thang, độ dài đáy lớn và độ dài đáy bé. Vậy đây, đề bài đã cho chúng ta biết diện tích, độ dài đáy lớn. Vậy trước tiên chúng ta cần phải đi tìm độ dài đáy bé. Cô có độ dài đáy bé của mảnh đất hình thang là Ở đây chúng ta thấy đáy bé bằng 2 phần 3 đáy lớn, tức là độ dài đáy bé sẽ bằng 2 phần 3 nhân với độ dài của đáy lớn. Ở đây chính là 2 phần 3 nhân với 12,6. Đơn vị là mét. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi tính chiều cao của mảnh đất hình thang đó là Vậy đây chúng ta thấy diện tích của hình thang được tính bằng cách tổng độ dài đáy lớn và đáy bé nhân chiều cao và chia cho 2. Vậy Chiều cao của hình thang sẽ được tính bằng cách diện tích nhân 2 và chia cho tổng độ dài đáy lớn và đáy bé. Vậy ở đây cô có chiều cao của mảnh đất là Cô sẽ lấy diện tích nhân 2 và chia cho tổng độ dài hai đáy. Ở đây chính là 73,5. Nhân 2 và chia cho tổng độ dài đáy lớn và đáy bé chính là 12,6 cộng cho 8,4 Và cô thu được kết quả là 7, đơn vị là mét Vậy chiều cao của mảnh đất đó là 7 mét Đáp số 7 mét Chúng ta tiếp tục với bài 3 Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích bằng 231cm vuông Và bằng 2 phần 3 diện tích tấm bìa hình tam giác Tính độ dài cạnh đáy của tấm bìa hình tam giác Biết chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là 15cm. Vậy đây chúng ta thấy đề bài yêu cầu chúng ta tính độ dài cạnh đáy của tấm bia hình tam giác và cho biết chiều cao là 15cm. Vậy chúng ta còn thiếu diện tích của tấm bia hình tam giác để tính được độ dài cạnh đáy của hình tam giác đó. Vậy trước tiên chúng ta sẽ đi tìm diện tích của tấm bia hình tam giác là Ở đây chúng ta thấy một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích bằng 231cm vuông và bằng 2 phần 3 diện tích của tấm bia hình tam giác. Tức là diện tích của tấm bìa hình chữ nhật bằng 2 phần 3 lần diện tích của tấm bìa hình tam giác. Vậy diện tích của hình tam giác ở đây sẽ bằng Diện tích của tấm bia hình chữ nhật chia cho 2 phần 3. Ở đây chính là 231 chia cho 2 phần 3. Tức là 231 chia cho 2 và nhân cho 3. Cô thu được kết quả là 346,5. Đơn vị là cm vuông. Vậy chúng ta đã có diện tích của hình tam giác và chiều cao tương ứng của hình tam giác. Vậy chúng ta có thể tính được cạnh đáy của tấm bìa hình tam giác đó. Cô có độ dài cạnh đáy của tấm bìa hình tam giác là? Cô sẽ lấy diện tích nhân với 2 và chia cho chiều cao tương ứng. Ở đây chính là 346,5 nhân với 2 và chia cho chiều cao chính là 15 và cô thu được kết quả là 46,2. Đơn vị là cm. Vậy, tấm bia tam giác đó có cạnh đáy là 46,2 cm. Đáp số 46,2 cm. Chúng ta tiếp tục với bài 4. Thảo đi một vòng xung quanh hồ nước, hình tròn có đường kính 80 m trung bình mỗi bước chân của Thảo dài 4 dm. Hỏi để đi một vòng hồ Thảo cần bước bao nhiêu bước chân? Vậy ở đây để để biết Thảo đi hết một vòng hồ cần bao nhiêu bước chân thì cô sẽ lấy quãng đường của một vòng hồ chia cho quãng đường một bước chân của Thảo. Và trước tiên chúng ta sẽ đổi các đơn vị về cùng một đơn vị đo. Ở đây cô sẽ đổi 4 dm sang đơn vị là mét. Chúng ta có 1 mét sẽ bằng 10 dm, si vậy 4 dm si sẽ bằng 4 chia 10 tức là 0,4 m. Thì ở đây chúng ta thấy, quãng đường một vòng hồ chính là chu vi của hồ nước. Vậy chúng ta có, quãng đường một vòng hồ hay là chu vi của hồ nước hình tròn là Ở đây chúng ta biết hồ nước hình tròn có đường kính là 80m, vậy chu vi của hồ nước hình tròn sẽ được tính bằng đường kính nhân với 3,14, ở đây chính là 80 nhân với 3,14. Cô thu được kết quả là 251,2m, đơn vị là m. Vậy, để đi hết một vòng hồ, Thảo sẽ cần số bước chân là Chúng ta sẽ lấy quãng đường một vòng hồ hay chính là chu vi của hồ nước chia cho độ dài của một bước chân. Ở đây chính là 251,2 chia cho độ dài của một bước chân đó là 0,4 m. Cô có 251,2 chia cho 0,4. Và kết quả thu được là 628 bước chân. Vậy để đi hết một vòng hồ thì thảo cần 628 bước chân. Đáp số 628 bước chân. Chúng ta tiếp tục với bài 5. Một sân vườn dạng hình thang có độ dài hai đáy là 4,6m và 6m. Chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy. Thương trồng hoa trên mảnh vườn đó, cứ 10m2 đất cần 200.000 đồng tiền mua hoa giống. Tính số tiền thương mua hoa giống đủ để trồng hoa trên cả sân vườn đó. Vậy đây chúng ta thấy để tính được số tiền mua hoa giống đủ để trồng hoa trên cả sân vườn đó. Chúng ta sẽ lấy số tiền mua hoa giống trên 1 mét vuông đất nhân với diện tích của toàn bộ sân vườn Vậy trước tiên cô sẽ đi tính diện tích của sân vườn. Ở đây chúng ta thấy sân vườn dạng hình thang có độ dài hai đáy là 4,6 m và 6 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy. Về đây, đề bài cho chúng ta sân vườn dạng hình thang và cho biết độ dài đáy lớn và đáy bé. Vậy trước tiên chúng ta cần phải đi tính chiều cao của sân vườn dạng hình thang. Cô có chiều cao của sân vườn. Ở Đây chúng ta thấy chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy, tức là chiều cao sẽ bằng đáy lớn cộng đáy bé và chia cho 2. Ở đây chính là 4,6 cộng 6 chia 2. Cô thu được kết quả là 5,3. Đơn vị là mét. Vậy chúng ta đã có độ dài hai đáy và chiều cao của sân vườn. Chúng ta sẽ đi tính diện tích của sân vườn. Cô có diện tích của sân vườn là Cô sẽ lấy đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao và chia 2. Ở đây chính là 4,6 cộng 6 nhân với chiều cao là 5,3 và chia 2 kết quả thu được là 28,09 mét vuông. Tiếp theo, chúng ta cần tìm số tiền mua hoa giống trên mỗi mét vuông đất. Vậy đây chúng ta có thương trồng hoa trên sân vườn đó, cứ 10 mét vuông đất cần 200.000 đồng tiền mua hoa giống. Tức là 1 mét vuông đất sẽ cần 200.000 đồng chia cho 10. Vậy cô có Mỗi mét vuông đất Cần số tiền để mua hoa giống là Hay chính là số tiền để mua hoa giống trên mỗi mét vuông đất là Cô sẽ lấy 200.000 đồng chia cho 10 Chính là bằng 20.000 đồng Vậy mỗi mét vuông đất cần 20.000 đồng để mua hoa giống Vậy trên toàn bộ Sân vườn thì chúng ta sẽ cần số tiền để mua hoa giống là 20.000 đồng nhân cho diện tích của toàn bộ sân vườn đó là 28,09. Vậy cô có số tiền thương mua hoa giống đủ để trồng hoa trên cả sân vườn là Cô sẽ lấy 20.000 đồng nhân với diện tích của sân vườn

Các em học sinh thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài 33, ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng. Trong video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài 34. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video lần sau.